Xin chào cả nhà. Thì trước mắt cả nhà đang thấy là có ba anh em đang dùng xích trên chiếc xe công nông để mà tời cẩu một cái tấm gỗ rất là lớn ha. Nhìn cái bề dày nó thấy khủng khiếp á. Rồi cái chiều dài của nó nữa. Thì vĩnh đoán cái tấm gỗ lớn như thế này nó cũng phải rơi vào 700-800 kg, gần cả tấn đó. Thì phải dùng xích để mà cẩu lên xe rồi vận chuyển từ từ nơi xe vào sát nơi cái sảnh nhà. Cả nhà đang thấy thì mấy anh em đang ra sức mà kéo xích đó. Gỗ bắt đầu dần dần vào xe công nông rồi đó. Là cái công đoạn này thì nó hơi tốn thời gian, nhưng mà được cái thì là đỡ tốn sức con người. Và xíu nữa thì một cái tấm gỗ lớn như thế này gọi là bồ ngựa được cả nhà. Thì xíu nữa xe dê vào trước sảnh rồi mười mấy con người để mà cùng chung tay vận chuyển nó ra đằng sau nhà, sau bếp của nhà chú hàng xóm. Khá là kỳ công cả nhà ha. Đó. Xe đang di chuyển đó, chạy tới xong tới nó ve lui vô trong sảnh. Ngẫu hứng quay cho cả nhà cùng xem để mà biết được cách vận chuyển gỗ của người dân trên Tây Nguyên. Hồi xưa trên vùng đất Tây Nguyên này thì rừng rất là nhiều đó, và người dân đi rừng nói chung ra là khai thác gỗ như thế nào đó thì là kinh nghiệm rất là nhiều rồi đó. Xe đang bắt đầu vô tới sảnh này đó. Đó, người thì cầm mấy con lăng, rồi người thì lót ván để mà cho cái nền tí nữa di chuyển khỏi bị sợ bể hay xước cái nền nhà. Khá là kỳ công. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Hãy nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho channel Bác Quốc Vĩnh nha.